Tâm tham nó khởi lên phải chế ngự nó đã, mình không có được hành động theo nhờ theo cái ý thích của mình, cái sở thích của mình, thì đó được gọi là cái sự khó chịu. Mình chế ngự lại cái tâm mình, và cái sự tham nhẫn nó cũng có cái ý nghĩa nữa là tham nhẫn có nghĩa là chế ngự cái sự thân khẩu ý của mình trước sự mạn nị phỉ báng, sự chế nhạo khinh thường diễu cợt, sự gây hận, sự vu oan giá họa của người khác, đấy cũng là một trong những cái cần phải tham nhẫn, như là thân mình tham nhẫn, khẩu tham nhẫn, ý tham nhẫn, tham nhẫn ở ba nghiệp, không thân tham nhẫn mình không có dùng thân để chống cự lại, không đánh nhau, khẩu tham nhẫn là không mắng chửi, và ý tham nhẫn là không oán ghét, không tư thù. Nếu mà thì cuộc sống có rất nhiều những cái, có những rất nhiều những cái nó trái ý nghịch nọc. Nếu như cái người nào mà có cái sự tham nhẫn yếu thì cái người đấy sẽ hay tỏ ra cái vẻ bực bội và sinh ra cái sự chống đối với những cái mà nó trái ý mình, và cái người đấy như thế thì luôn luôn tạo ra một cái cuộc sống nó bất an, mình có muốn an ổn không an ổn được. Còn cái người mà có tham nhẫn thì người ta sẽ những cái việc nhỏ thì coi như không, những cái việc lớn thì coi nó bình thường, nó là việc nhỏ. Những cái sự khó chịu, những cái trái ý nghịch nằm người ta cũng coi là cái chuyện bình thường, thì người ta sẽ không có hay có những cái chuyện như là đấu khẩu cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, hay là hiềm hận, tranh đấu, oán ghét lẫn nhau, thì nó sẽ tránh được những cái rủi ro, những cái tai họa, những cái xung đột. Thì trong cuộc sống cần phải có sự kham nhẫn như vậy. Thế thì kham nhẫn mình nói thì nó dễ, nhưng mà đến khi mà đối cảnh nó mới sinh tâm. Dù có thể là mình không muốn xảy ra những chuyện như thế, nhưng nếu như với một cái người mà cái nội tâm, người nào mà có cái nội tâm mạnh mẽ thì người đấy sẽ có được cái sức chịu đựng lớn. Người nào thì người ta sẽ có cái sức tham nhẫn lớn. Cho nên cái người nào có cái sự tham nhẫn lớn thì cái người đấy sẽ làm được những việc lớn. Còn người nào mà không có sức tham nhẫn sẽ không làm được những việc lớn. Những cái người đôi khi mình làm những cái việc khó, những cái việc càng khó thì càng quan trọng thì càng cần phải có cái sức tham nhẫn cao. Vì vậy cho nên cái người có cái sức tham nhẫn sẽ làm được những cái việc khó. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy là tham nhẫn tức là làm được những việc khó làm, chịu đựng được những cái điều khó chịu đựng. Tức là mình, cái người tham nhẫn là luôn luôn phải có cái sự chịu đựng, chịu đựng, có một cái sức chịu đựng rất là lớn, những cái chịu đựng mà rất là khó chịu, mà và luôn luôn mình phải chịu đựng những cái khó, cái khổ, mình cảm thấy nó rất là khổ nhưng mà mình vẫn phải chịu đựng mà không dám lẩn tránh cái khó khổ đấy. Tức là một cái, vậy thì cái sự tham nhẫn này nó sẽ được rèn luyện, nó sẽ được tôi luyện ở trong cuộc sống. Nếu cái người nào mà có cái sự rèn luyện thì người đó sẽ đạt được cái sự tham nhẫn. Nên là cái hạnh tham nhẫn này là ở cái người nào có cái sự rèn luyện tốt, có cái kỷ luật tốt thì sẽ thành tựu được. Ví dụ như là bây giờ mình, một cái người mà muốn rèn luyện được một cái sức chịu đựng lớn ở trên thân, làm sao mà rèn luyện để mà có thể vượt qua được cái sự khó chịu ở nơi thân, thì cái sự khó chịu ở nơi thân nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là đau đớn, cảm thấy rất là bực bội, là khó chịu. Thì cái người nào có cái sự tham ái lớn đối với thân thì cái người đấy sẽ khó có cái sự tham nhẫn về thân. Thì cái người nào mà có cái yêu quý cái bản thân mình lớn thì cái người đấy sẽ cái sức chịu đựng về thân nó sẽ rất là yếu. Và cái người nào mà có cái sự
coi thường về cái thân, thì tức là coi cái thân là một cái gì đó bình thường, ít có cái sự tham ái, ít có cái sự dính mắc, ít có cái sự yêu chiều đối với cái thân này, thì cái sức chịu đựng về thân của người đấy sẽ cao hơn. Đấy, vậy thì làm sao để mình có thể bớt đi cái tham ái đối với thân này? Thì cái người nào mà có cái trí tuệ quán sát và hiểu rõ bản chất của cái thân, thì thấy cái thân này là tứ đại, nó là đất nước lửa gió hợp thành, thì cái người đấy, cái người luôn luôn, cái người mà thực hành cái pháp thiền tứ đại phân tích được cái thân này thì là đất nước lửa gió, thì cái người đấy sẽ có được cái sự kham nhẫn lớn về nơi thân. Như là khi mà cái vị đó mà có một cái sự gì đó nó xúc chạm, nó đau đớn, nó khổ nạn, nó khổ sở ở nơi thân, thì cái vị đấy chỉ nghĩ là này, thân này chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, không phải là ta, cái đau khổ này không phải là ta. Thì cái lúc đấy vị đó bớt đi cái no nắng, bớt đi cái tham ái và bớt đi cái sợ hãi, thì cái vị đó có thể kham nhẫn được những cái điều mà khó kham nhẫn. Hoặc là cái vị đó quán về 32 thể trưởng, dùng cái trí tuệ để tách rời những cái thân thể này ra, như là tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận. Vị đó chia sẻ mổ xẻ phân tích nó ra như vậy, thì vị đó cái thấy là cái thân này chỉ là cái túi da hôi thôi. Thì có cái trí tuệ và có cái tuệ quán như vậy, thì cái vị đấy sẽ kham nhẫn được những cái sự khó chịu của nơi thân, đói khát nóng lạnh, những cái sự đau khổ, những cái sự nhức nhói, những cái sự đau điếng, đôi khi có những cái sự đau điếng mà nó làm cho một cái người mà có cái sức chịu đựng kém sẽ sinh ra cái sự ngất xỉu, cũng là một cái nỗi đau đấy, nhưng mà có những người người ta cảm thấy bình thường, người ta làm đâu được, nhưng mà có những người chỉ cần hơi đau một tí thôi, cái thân thể mà hơi bị đụng chạm, hơi bị có một cái gì đó nó tác động vào một cái là vị đó ngất xỉu đi. Ngất xỉu đi là do vị đó sợ hãi quá, do cái sự sợ hãi, tức là cái vị đó quá yêu quý cái thân này, luôn luôn lo lắng bảo vệ cho cái thân, cho nên là khi mà có một cái sự đe dọa cho cái thân thì chính cái sự sợ hãi nó làm cho vị đó ngất xỉu đi. Còn đối với một cái người mà có cái tâm lý vững vàng, cái tâm lý vững vàng do cái vị đó thường có cái sự quán chiếu cái thân này là đất nước lửa gió, cái thân này là cái túi da hôi thối chứa đựng những cái sự bẩn thỉu, thì cái vị đấy sẽ bớt đi cái no nắng, bớt đi cái tham ái, bớt đi cái nuông chiều cho cái thân này, rồi thì nó có đau một chút thì vị đó sẽ quán chiếu luôn, cái này nó chỉ là đất nước lửa gió, nó đau chỉ là cái túi da hôi thối chứa đựng những cái vật bất định, nó đau đớn. Thì cái sự quán chiếu như vậy nó sẽ làm cho cái vị đấy chế ngự được những cái cảm thọ, vượt qua được những cái cảm thọ, vì đó không thấy ta đang đau nữa, và vì đó chỉ thấy được tứ đại nó đang đau. Vì cho nên là cái tâm lý nó sẽ bình tĩnh, nó sẽ điềm tĩnh trước những cái nghịch cảnh. Có khi vị đó gặp những cái tai nạn mà nó có thể tổn hại đến thân, nhưng mà do cái tâm lý của vị đó vững vàng cho nên vị đó sẽ cảm thấy nó không đau. Vì vị đó cảm thấy nó không đau thì cái vị đó sẽ phục hồi cái những cái vết thương nó sẽ nhanh chóng hơn. Bởi vì nó chỉ có thân bệnh mà tâm nó không bệnh, thì cái tâm nó không bệnh đấy nó sẽ tạo ra, nó sẽ phục hồi lại những cái sắc nó mạnh mẽ, nó sinh ra những cái sắc do tâm sinh, và nó sẽ làm nhanh chóng phục hồi các vết thương. Và những cái người mà có cái tâm lý vững vàng như vậy thì người ta ít bị những cái bệnh tật hơn là những cái người có cái tâm lý yếu. Người mà tâm lý yếu thì nó sẽ sinh ra nhiều cái bệnh về thân hơn, thì cái bệnh do tâm sinh, cái tâm lý ít quan, càng quan tâm đến thân nhiều thì nó sẽ càng sinh ra bệnh, ít quan tâm đến thân thì nó ít bệnh. Đấy, rồi là quán chiếu về cái sự chết, thân này sẽ phải chết để tan rã thành cát bụi, thì lúc đấy vị đó bớt cái tham ái, bớt đau lắng về thân hơn. Đấy, thì những cái sự quán chiếu như vậy thì vị đó sẽ kham nhẫn được những cái điều khó nhân, làm được những cái việc khó làm về thân, vị đó có thể bố thí được cả những cái ở trên thân mình, như là vị đó
có thể bố thí được cả nội tạng của mình nếu khi cần thiết, mà vì nó không phải lo lắng. Đấy là để chế ngự được, để kham nhẫn được cái sự khó chịu về thân. Còn cái người nào mà quá yêu mến, quá yêu chiều cái thân, ví dụ cái gì đó mà là ai đó mà đụng chạm đến thân là bị nó sẽ sinh ra hận thù. Thì cái hận thù đấy nó đi ngược lại với cái sự kham nhẫn. Còn nếu người mà không có quan trọng về thân thì đôi khi cái thân thể của mình có bị xúc phạm một chút thì mình coi nó là bình thường, thì mình sẽ bỏ qua được những cái đấu tranh, những cái hận thù. Thì đấy là một cái hạnh kham nhẫn về thân. Hạnh kham nhẫn về tâm, tâm thì nó kham nhẫn tất cả những cái khó chịu, và phải kham nhẫn lại cả những cái tâm gọi là cái tâm tham ái, cái tâm mà nó bị hấp dẫn bởi những cái cảnh trần bên ngoài. Thì cái đấy mình cũng phải kham nhẫn lại, không những phải kham nhẫn lại cái khó chịu mà phải kham nhẫn lại cả những cái mình ưa thích. Có những cái ưa thích nhưng mà mình không được phép, mình không được phép là có những cái mà mình chán ghét nhưng mà mình vẫn phải chịu đựng. Thì đấy là cái mà kham nhẫn ở nơi tâm, là kham nhẫn và phải chịu đựng cả về hai cái. Một cái là mình nhàm chán nhưng mà mình vẫn phải chịu đựng. Một cái mình ưa thích nhưng mà mình cũng vẫn phải chịu đựng. Thì đấy nó thuộc về kham nhẫn ở nơi tâm, chế ngự các căn. Muốn kham nhẫn được, ví dụ như là một cái lòng nó tham ái, tham dục đối với những cảnh trần thì phải chế ngự các căn, hạn chế không tiếp xúc nhiều với các cảnh trần thì nó sẽ bớt đi cái nó bớt đi những cái tâm mình mà là tâm lý, giống như là những cái trạng thái mà cái tâm tham nó thiêu đốt. Thì ví dụ như cái người đấy mà cứ hay đi tiếp xúc với cái ngoại cảnh, cái vị đó có cái tâm ưa thích và tầm cầu cái ngoại cảnh bên ngoài, thì vị đó phải chế ngự bằng cái cách là hạn chế tất cả, tiếp xúc không cho tiếp xúc với cảnh trần nhiều, quan sát cái sự nguy hiểm của các dục như là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm phải nhiều hơn. Những cái người mà ham những cái niềm vui ở bên ngoài, tham đắm về ngũ dục thế gian là sắc thanh hương vị trúc, thì cái vị đó phải quan sát cái sự nguy hiểm của dục, vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm phải nhiều hơn. Luôn giữ chánh niệm tỉnh giác nhiếp tâm trên một đối tượng như là người thực hành thiền định. Như là hàng ngày mà có cái sự chính, có cái sự tu tập về tâm, như là cái vị đó một cái buổi sáng sớm mà ngồi thiền giữ chánh niệm trên một cái đề mục thiền, thì giữ chánh niệm trên một đề mục thiền thì tự cái tâm nó sẽ nhàm chán đối với cái ngoại cảnh ở bên ngoài, cái hỷ lạc ở trong nội tâm cao thượng nó sẽ nhàm chán những cái niềm vui hạ nhiệt ở thế gian đấy, ở các cái giác quan, thì cái vị đó sẽ có được cái sự kham nhẫn, đó là mình có cái tâm nó dửng dưng đối với cái ngoại cảnh ở bên ngoài, nó không còn bị đắm nhiễm ngoại cảnh bên ngoài. Nên cái người nào mà có cái sự chế ngự các căn là cái người đấy là người gọi là có giới hạnh. Còn cái người nào mà chánh niệm tỉnh giác trên một đề mục thiền thì người đấy sẽ có một cái định lực, dùng cái định lực để chế ngự lại những cái sự cuốn hút của cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Và cái người mà thực hành thiền quán thì có cái trí tuệ quán chiếu, thấy những cái ngoại cảnh ở bên ngoài là giả tạo, thì người vị đấy cũng sẽ tự tại, có được cái tâm lý tự tại trước cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Thì đấy cũng là một cái sự kham nhẫn về sự cuốn hút của cái ngoại cảnh trần. Còn kham nhẫn cái sự sân hận, cái tức, cái tâm mà tức giận đối với những cái cảnh trần mà mình không ưa thích, thì cái người đấy phải khởi lên một cái tâm từ ái. Cái người nào mà có cái tâm từ ái thì cái người đấy sẽ có cái sự kham nhẫn. Ví dụ như là mình phải bỏ đi những cái tác ý, ví dụ như là mình một cái người nào mà mình luôn có cái ý nghĩ là đây cái người này làm hại mình, người này đã làm hại tôi, đang làm hại tôi, sẽ làm hại tôi,
nó đã đang sẽ làm hại người thân của tôi, nó đã đang sẽ làm cái lợi ích cho kẻ thù của tôi. Đó, thế thì mình cứ tác ý như vậy thì mình sẽ sinh ra cái tâm sân hận. Đó, cái tâm sân hận và cái tâm não hại nó sẽ sinh lên. Thì lúc đấy mình sẽ khó mà chế ngự được, khó mà có thể khó mà chế ngự được cái tâm sân nó sẽ khởi lên. Thì cái tâm sân nó mạnh thì cái tâm kham nhẫn nó sẽ yếu. Vậy lúc đấy mình phải quan sát bằng cái tâm từ, như là họ đã đang và sẽ gặp nguy hiểm, mong cho họ thoát hiểm nguy. Tức là mình có cái câu, có cái sự cầu mong cho mọi người thoát khỏi những cái nỗi nguy hiểm, và những nguy hiểm trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nguy hiểm về thân, nguy hiểm về tâm, nguy hiểm về cái dòng sinh tử, nguy hiểm về sự sinh già bệnh chết, nguy hiểm về trong cái cuộc sống hàng ngày. Họ đã đang và sẽ gặp những nỗi khổ về thân, nên là mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ về thân. Thì mình thấy họ đang gặp những nỗi khổ về tâm, nên là mong cho họ thoát khỏi nỗi khổ về tâm. Thấy họ đã đang và sẽ khổ đau, nên mong cho họ được an vui. Thì những cái tâm từ như vậy thì nó sẽ làm cho mình bớt đi những cái sự sân hận, cái nóng giận về tâm. Còn cái kham nhẫn mà là có cái ý nghĩa mà nó thực tế nhất, đó là kham nhẫn cái sự sỉ nhục, cái sự mạn nịnh phỉ báng, cái sự mắng chửi hay là cái sự đánh đập, cái sự hành hạ của người khác, mà một cái người đấy có thể kham nhẫn lại được. Thì đấy mới là cái ý nghĩa trọng yếu nhất của cái pháp là kham nhẫn. Kham nhẫn ví dụ như là bây giờ có một cái người nào đấy, người ta vu oan cho mình, người ta vu oan giá họa, gọi là những như là gọi là oan thi kính ấy. Thì đấy cũng được gọi là một cái người có một cái sức chịu đựng, một cái nỗi oan, nhưng mà vì có một cái tâm tốt cho nên vị đó có thể kham nhẫn lại. Kham nhẫn lại cái sự khiêu khích của người khác, sự khiêu chiến của người khác, hay là một cái người mà mình đang giữ gìn một cái điều bí mật gì đó, nhưng mà bị tra khảo hay là bị tra tấn, nhưng mà mình không có khai ra. Thế thì cái người đấy phải là một cái người kham nhẫn. Cái người kham nhẫn thì mới có thể giữ gìn được bí mật. Thì cái hạnh kham nhẫn là vậy. Những cái gì, chỉ có những cái người mà có một cái sức chịu đựng lớn thì mới có thể làm được. Cho nên là ở ngoài đời hay trong đạo cũng thế, những cái việc gì, nhờ những cái người làm những việc quan trọng phải là những cái người có sức kham nhẫn. Ví dụ như ở ngoài đời thì cái người nào, ví dụ như là cái làm về chính trị chẳng hạn, thì người ta phải kham nhẫn để người ta bảo vệ những cái bí mật. Còn cái người tu tập cũng vậy, thì Đức Phật cũng thường hay khích lệ là cái người cái hạnh tu tập, cái hạnh tu hành của một cái vị sa môn là phải đặt cái chữ nhẫn lên đầu, tức là phải nhẫn nại cả những cái điều khó khổ trong cái quá trình tu học, nhẫn nại cả cái, tức là cái vị đó phải có cái sự kham nhẫn, tức là vị đó phải hạ mình xuống giống như là một cái người đi ăn xin, tức là phải phá vỡ được cái bản ngã, cái sự cống cao ngã mạn. Cho nên là vị đó phải sống cái đời sống phạm hạnh như là đầu trần chân đất, thì là vị đó cũng phải kham nhẫn lại những cái ngoại cảnh như vậy, mình cũng kham nhẫn lại cả những cái mạn nị phỉ báng. Tức là bởi vì cái đường đạo, cái đường đời nó đối lập nhau, cái đường cái người mà tu đạo thì nó đi ngược lại dòng đời. Người đời người ta sống theo cái xuôi theo cái dòng đời thì người ta có những cái tư tưởng khác, có những cái cách sống khác. Còn cái người mà hành đạo thì lại có cái tư tưởng khác, cái tư tưởng là thoát tục, cái tư tưởng là thoát ra khỏi cái dòng đời, cho nên là có cái hành động, cái tư tưởng khác. Mà những người ở đời thì người nào hiểu giáo pháp thì người ta mới biết được cái con đường tu, con lợi ích, cái con đường tu ấy là cao thượng. Còn đạo, những người người ta không hiểu được thì người ta lại cho, người ta sẽ coi thường và sẽ không tránh khỏi những cái sự khinh thường
hay là những cái sự chỉ trích, những cái phỉ báng của người đời, thì cái vị sa môn đấy cần phải có cái hạnh nhẫn nại, thì cái vị đó mới có thể thực hành, mới có thể tu tập được một cái giai đoạn mà mình có thể đi đến cái thành công, để cho nó viên thành đạo quả, viên thành chánh quả. Kham nhẫn đối với đời mà phải kham nhẫn cả ở trong đạo, và mỗi người gọi là tứ hải giai huynh đệ, cái sự mà tu tập là thế. Mỗi người ở mỗi một cái văn hóa, mỗi một cái vùng miền, nhưng mà sống trong cùng một cái giáo pháp, những cái người mà còn là phàm phu thì sẽ có rất nhiều phiền não. Vì vậy cho nên nó sẽ cần trong một cái cộng đồng cần phải có cái sự nhường nhịn, cần phải có cái sự kham nhẫn rất là lớn. Vì vậy cho nên là nhiều cái vị thầy tu là hay cứ viết một cái chữ nhẫn thật là to treo ở trong phòng mình. Vì trong cái chữ nhẫn của bên tàu ấy thì sẽ có một cái chữ đao, sau đó nó sẽ có một cái nét mác mà nó đâm thẳng vào, bên dưới là chữ tâm. Vậy thì ở bên trên là chữ đao, đao có nghĩa là con dao, và ở dưới là tâm, tức là giống như một con dao đâm vào trong tâm. Tức là nhẫn là vậy, nhẫn là mình phải chịu đựng nặng cái đau đớn, giống như là chịu đựng những nhát dao nó đâm vào, nhát dao đâm vào trong thân tâm như vậy. Thì cái sự kham nhẫn sẽ là một cái hạnh để đem lại được những cái phước này. Có kham nhẫn như vậy thì mới làm được những cái việc, ví dụ một cái người tu muốn viên thành đạo quả thì phải kham nhẫn như vậy. Có kham nhẫn như vậy thì mới có thể tu thành chánh quả được. Không kham nhẫn là gặp một cái chuyện gì đó mà không như ý, nghịch lòng người là bỏ dở, thì không bao giờ làm được cái việc cần làm. Vậy thì kham nhẫn để mà làm gì? Để mà kham nhẫn là để mà làm được những việc cần làm. Mình muốn làm một cái việc gì đó, mình cần phải có sự kham nhẫn, cần phải có cái sự nhẫn nại như vậy. Để trong cái con đường đi, nó có rất nhiều cái chông gai, có rất nhiều cái trắc trở, có rất nhiều cái trở ngại, có nhiều những cái chướng duyên. Và bây giờ mình làm một cái việc gì đó sẽ có những người ủng hộ và sẽ có người chống đối, chứ không phải là tất cả mọi người sẽ thuận tình, sẽ ủng hộ cho mình, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ chống đối mình. Vì vậy cho nên là khi mình gặp những cái thuận duyên đó là được cái sự ủng hộ thì mình phải trân trọng, còn khi mà mình gặp cái sự chống đối thì mình phải tham, thì mình phải nhẫn nại thì mới vượt qua được, vượt qua được. Đôi khi nó là cái những cái nghịch cảnh, những cái chướng duyên đấy, đôi khi nó là cái nghiệp mà bất thiện của mình ở trong quá khứ nó trổ và nó muốn ngăn cản mình, nó muốn ngăn cản, nó làm cho mình không có thành tựu, không có đạt được cái mục đích mà mình muốn đạt. Ví dụ như Đức Phật vẫn trong cái quá trình tu tập này cũng gặp rất nhiều chứng duyên, ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa thì luôn chống phá, khi mà ngài tu luyện thì bị ác ma cuối phá, nó có những cái ác duyên như vậy. Trong cái quá trình mà tu tập nó cũng có những cái chứng duyên, có những cái trở ngại, và trong cái quá trình mà Hoàng Dương chánh pháp thì nó cũng có những cái chướng duyên, có những cái sự chống phá của ngoại đạo, người ta cũng không muốn cho một cái đạo mới được lan truyền, được mở rộng, hay là những cái tà đạo, những cái người mà thực hành theo tà đạo, tà pháp thì người ta cũng vu khống, người ta cũng phỉ báng, người ta cũng sẽ làm nhiều những cái để người ta bôi nhọ, làm nhiều những cái để người ta làm cho ảnh hưởng đến danh dự, ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến cái sự nghiệp. Như trong của giáo pháp thì những cái người mà muốn làm được những cái việc cần làm, muốn độ được những chúng sinh cần độ, thì cái người đấy cần phải có sự kham nhẫn. Ở đời ở đạo nó đều thể làm việc đời, ai mà muốn thành tựu được bất cứ một cái việc gì thì cái người đấy cần chuẩn bị cho mình đó là có một cái sự chịu đựng. Một cái sự chịu đựng và vượt qua những cái chướng ngại, sẽ có nhiều những cái chướng ngại chờ đợi ở phía trước. Thì cái người nào mà trong quá khứ mình đã tạo cái công đức thiện nghiệp nhiều thì bây giờ cái chướng ngại nó ít, còn cái người nào tạo những cái công đức thiện nghiệp mà nó ít, mình gây tạo cái oan trái nhiều thì bây giờ thiện nghiệp nó nhiều và cái ác nghiệp nó nhiều, cái chướng duyên nó sẽ nhiều hơn, thì cái người đấy sẽ cần phải có cái sự kham nhẫn nhiều hơn.
Và khăn nhẫn này là một trong những cái pháp ba la mật, một trong những cái hạnh của những vị Bồ Tát cần phải tu tập, cần phải rèn luyện để muốn trở thành một vị Phật chánh đẳng ra. Vì đấy phải có những cái mức kham nhẫn lớn, chịu đựng được những cái điều khó chịu đựng, những cái điều mà không ai có thể chịu đựng được. Ví dụ như là vị đó có thể kham nhẫn ở nơi thân, kham nhẫn ở nơi khẩu thì nó dễ, nhưng có thể kham nhẫn ở nơi tâm thì nó lại rất là khó. Ví dụ như có ai đó có thể đánh mình không đánh lại, việc đó thì có thể làm được, bởi vì mình biết là đánh lại không thắng được người ta. Chửi mình không chửi lại thì có thể nhịn được, mình biết là chửi lại thì mình sẽ còn bị ăn chửi nhiều hơn. Nhưng mà cái tâm muốn trả thù thì nó rất là khó mà chế ngự được. Nhưng mà kham nhẫn được ở ba nghiệp thân khẩu ý thì nó mới, cái hạnh kham nhẫn đấy nó mới thành tựu. Một cái người mà có thể thành tựu được cái hạnh kham nhẫn ở cả trong tâm ấy, kham nhẫn được cả những cái ý nghĩ sân hận. Như Đức Phật dạy là này, các tỳ kheo, hay có ai đến cắt từng miếng thịt thì các ông hãy nhiếp tâm, đừng có khởi lên cái tâm sân hận. Vì cái sân hận nó sẽ làm tổn hại đến 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 cái đạo quả, sân hận nó sẽ tạo nên cái ác nghiệp. Thì cái người đấy thì cần phải chuẩn bị cho mình sẵn cái lòng kham nhẫn như vậy. Đó. Và cái thời Đức Phật thì có một cái vị tỳ kheo mà xin Đức Phật là phải tư thế con đi đến một cái làng kia để giáo hóa cho cái dân làng đấy biết về giáo pháp. Thì Đức Phật mới cảnh báo trước cái vị đấy rằng là ta nghe nói cái dân làng ở cái khu đấy người ta rất là hung dữ, có các vị tỳ kheo đến đấy đều không thể nào mà giáo hóa được, vì ai đến đấy cũng bị những cái người ở đấy người ta dùng những cái lời nói thô lỗ và người ta mắng chửi. Nếu ông đến đấy thì người ta sẽ mắng chửi ông thì sao, thì ông sẽ xử lý như thế nào? Thì lúc đấy vị đó là bạch Đức Thế Tôn, nếu họ mắng chửi con thì con sẽ cám ơn họ vì họ đã không đánh con. Nếu như mà họ đánh ông thì ông làm sao? Thì lúc đấy bảo là bạch Đức Thế Tôn, nếu họ đánh con thì con sẽ cám ơn họ vì họ đã không giết con. Nếu như họ giết ông thì sao? Nếu họ giết con thì con sẽ cảm ơn họ vì họ đã giúp con giải thoát khỏi cái thân tứ đại hôi thối này. Thế là lúc đấy vị Đức Phật mới nói rằng là thế thì ông có thể đi giáo hóa, ông có thể đến cái nơi đấy và có thể giáo hóa được cái dân ở đấy. Và cái vị này đến đấy và đã thành công, nên nhờ có cái sự kham nhẫn chịu đựng lại thì cái vị này mới có thể giáo hóa được. Chúng sinh can cường sống ở cái cõi đời có rất là nhiều những chúng sinh mà có cái sự phiền não lớn, và mỗi người có một cái quan điểm, có những cái tư tưởng khác nhau, mỗi người có những cái chi kiến, có cái nhận thức, có sống theo một cái quan điểm sống, một cái đạo lý sống, đôi khi nó đối lập nhau hay trái ngược nhau. Và người ta sẽ chống đối, người ta sẽ cho mình những cái con đường của mình, đạo lý của mình, cách thức của mình là đúng, còn những cái người khác là sai trái. Và chính vì những cái tư tưởng khác nhau như thế cho nên là người ta sinh ra những cái sự chống đối lẫn nhau, sinh ra cái sự ngăn cản lẫn nhau và hay có cái sự làm trái ngược nhau. Vì vậy cho nên là một người nào muốn làm được những cái việc cần làm thì cái vị đó cần phải có cái sự kham nhẫn, cần phải có cái sự nhẫn nại, nhẫn nại cả ngay cả những cái khi mà mình cũng bị những cái sự mắng nhiếc, mình cũng có thể nhẫn nại. Đôi khi là nhẫn nại khi mà mình bị người ta đánh đập cũng phải nhẫn nại, có khi là bị vu oan phỉ báng cũng phải có những lúc cũng phải nhẫn nại. Có những cái mình có thể thanh minh được, có những cái không thanh minh được, và có những cái phải kham nhẫn và làm cho tất cả những cái điều đó nó qua đi, giống như là một cái sự kham nhẫn này. Kham nhẫn như đất này. Tức là cái vị đó phải có cái sự kham nhẫn như đất, tức là nó chứa đựng tất cả. Kham nhẫn ở đây là như là đất thì nó có thể chứa đựng tất cả những cái gì nó cao quý, nó cũng chứa đựng, mà những cái ô uế nhất như là phân, là nước tiểu, là đờm, là máu, là mủ,
là cái gì uế bất tịnh nhất thì đất cũng chưa đức, đất không chê bai và đất không có không có trách cứ bất cứ một cái điều gì. Tức là người ta có thể đem những cái gì uế nhất mà người ta đổ trên đất, và đất thì luôn luôn chấp nhận, không có bao giờ chống cự lại. Thì cái sự tham nhẫn như vậy thì tất cả những cái lời nói xấu xa, những cái hành động xấu xa, những cái sự phỉ báng chỉ trích vu oan vu khống ấy, thì nó cũng giống như những cái ô uế, những cái bất tịnh. Thì cái người tham nhẫn thì lúc đấy cần phải quán tưởng là ta phải có cái hạnh tham nhẫn như đất, ta phải chịu đựng hết, ta phải chứa đựng hết, ta phải bao dung hết. Đấy, thì cái người đấy sẽ tham nhẫn được những điều khó tham nhẫn nhất. Tham nhẫn như nước, ví dụ như là tất cả những cái gì mà ô uế nhất thì cũng cần phải đem đến nước để gột rửa. Nước sẽ cuốn trôi tất cả. Khi mà nước mà đã cuốn thì nước không có phân biệt và cái này đẹp cái kia xấu, nước không có chê bai bất cứ những cái điều gì, dù cái đấy là những cái đồ ô uế, những cái đồ bất tịnh nhất thì người ta cũng phải đem ra nước người ta xả. Khi mà người ta xả vào trong nước rồi thì người ta mới, thì những cái ô uế đấy nó mới trở thành cái thanh tịnh được. Thì nước thì phải chấp nhận như vậy, chấp nhận tất cả những cái điều ô nhiễm bất tịnh. Thì cái sự kham nhẫn như thế, kham nhẫn như lửa, lửa là đốt cháy tất cả. Đấy, vàng cũng đốt, ngọc cũng đốt được, và củi tốt cũng đốt, mà cái củi mục cũng đốt, cỏ rác cũng có thể đốt được, phân và nước tiểu thì vào trong lửa, lửa cũng đốt được hết, lửa không có chê bai, lửa không có phân biệt gì hết, lửa không có chống cự lại, mà cái này tôi không đốt, tôi chỉ đốt cái kia. Thì cái sự kham nhẫn nó cũng tương tự như thế, kham nhẫn như lửa có thể đốt cháy hết, và kham nhẫn thì như gió, gió có thể thổi bay tất cả, bất cứ một cái gì gió nó cũng sẽ thổi, cũng sẽ cuốn đi, để cho gió cuốn đi những cái tốt cái xấu, những cái ô uế, những cái ô nhiễm thì gió cũng sẽ cuốn đi hết. Thì cái người mà có cái tâm chuẩn bị được cái tinh thần như vậy, chuẩn bị được cái tâm lý như vậy, thì cái vị đấy có thể ở bất cứ nơi đâu, vị đó có thể làm bất cứ việc gì, vị đó có thể thành công được cả những cái việc rất khó thành công, vị đó có thể làm được những việc rất khó làm. Thì cái hạnh tham nhẫn là thế, hạnh tham nhẫn thì vị đó sẽ không phải lo lắng gì về bất cứ một cái môi trường nào, về bất cứ một cái chỗ nào, cái nơi nào khó nhất, hay là sống với những cái người nào khó tính nhất, thì cũng không chậm. Ví dụ như là bây giờ mình có những cái thay đổi cái công việc, thay đổi cái nghề nghiệp, thì cái gì mà thay đổi cái môi trường sống thì cái gì lo lắng nhất, mà lo lắng nhất là không biết là cái sống với cái người này người ta sẽ làm sao, thì cái người này người ta có khó tính không. Ví dụ mình gặp phải những cái ông chủ khó tính chẳng hạn, và mình cái người nào mà người ta kham nhẫn, người ta chịu đựng được thì người ta vẫn làm được cái công việc đấy. Cứ chịu đựng như thế, em biết đâu có một ngày nào đó mình nhận lên làm công chủ thì sao. Kham nhẫn mà, ví dụ hay là mình đi đến một cái nhà khác sống, như người nhất là những cái người phụ nữ mà phải đi về nhà chồng làm dâu mà. Thì kham nhẫn với bà mẹ chồng rồi một chút, mai mốt rồi bà mất rồi mình nhận lên làm mẹ chồng. Thì cái người nào mà tham nhẫn thì cái người đó sẽ thành công, thì mình sẽ đạt được những cái điều mà mình cần làm. Còn những người nào mà không có cái sự tham nhẫn ấy, thì mình chỉ cần ai mà hơi đụng chạm đến, ai mà hơi nói một cái câu gì đó xúc phạm đến mình, có một cái hành động gì đó xúc phạm đến mình, hay là những cái mà người ta vô tình thì mình tưởng người ta cố ý, hay suy diễn lung tung ra, rồi là lúc đấy mình sẽ bảo là người này không tôn trọng tôi. Thế là lúc đấy mình sinh sự với người ta, có khi mình lại là cái người gây sự. Còn cái người mà kham nhẫn thì không có quan trọng cái chuyện đó. Cái chuyện đó không phải là cái, mình coi cái chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, thì nó sẽ không, thì sẽ sống nó hòa hợp. Những cái người kham nhẫn được ấy, thì sống với ai cũng được, những người khó tính, dễ tính đều có thể sống được, sống ở môi trường nào cũng được và làm việc gì cũng được hết. Cái người đấy sẽ dễ sống, dễ tồn tại, và dễ đi đến thành tựu.
Thì cái phương lành nó như thế, nó sẽ đạt được những cái điều mà cái vị đó cần đạt được, những điều vị đó mong muốn. Mình mong muốn làm một cái việc gì đó, mong muốn thì nhiều nhưng mà mình làm không có được, bởi vì cái sức kham nhẫn chịu đựng nó không cao. Và cái người kham nhẫn thì không có kết oán gây thù với ai, người kham nhẫn thì không có tạo ác nghiệp, người kham nhẫn thì có thể đi được đến niết bàn, mình có thể trong cái sự tu tập mình có thể đi đến niết bàn được. Nhưng cái người ngồi thiền nó cũng rất là đau đớn về thân, mà mình vẫn kham nhẫn mình ngồi này, nó tăng trưởng cái lòng kham nhẫn. Và trong cái tâm thì nó phóng dật, nó chỉ muốn bung ra, nó chỉ muốn đi ra ngoài, chỉ muốn đi đây đi đó, nó chỉ muốn đi tiếp xúc với ngoại cảnh cho nó thoải mái, tầm cầu những cái niềm vui tầm thường ở thế gian. Nhưng mà cái lúc đấy vị đó cần phải có cái chế ngự, cần phải có cái nghiêm khắc đối với cái bản thân, thì lúc đấy nó thành tựu được cái sự kham nhẫn về ở nơi tâm. Rồi là gặp những cái chứng duyên gì vị đó phải cố gắng vượt qua thì nó là kham nhẫn được mọi thứ. Thì kham nhẫn nó được những cái phước lành ở vị nam, như là vị đó có cái sự kham nhẫn thì vị đó sẽ được sinh về những cái nơi cao quý cao thủ. Cái hạnh kham nhẫn nó sẽ thành tựu cho vị đó có cái dung sắc khả ái, nhưng là vị đó không có không gây cái khó chịu cho ai. Cho nên là cái người kham nhẫn, cái người đấy có một cái sức mạnh, tức là cái người đó có cái uy lực. Cho nên là cái người đó tự tại được nhiều người kính nể. Ví dụ có những cái người tại sao mà người ta có một cái tướng, có những cái người mà có cái tướng mà người ta có một cái uy lực, và người ta ví dụ như là có cái tướng làm quan. Tại sao cái người ấy có cái tướng làm quan? Đấy là nó phải là một cái quả của một cái nghiệp ở trong quá khứ. Người có tướng làm vua thì cái phong cách nó thể hiện ra ngoài nó khác. Ví dụ như là bây giờ một con sư tử với lại một cái con chó rừng nó sẽ khác nhau. Con sư tử thì nó đi lại thì nó oai phong lẫm liệt, cho nên nó được tôn xưng làm chúa sơn lâm. Còn chó rừng thì lăng xa lăng xăng, cho nên là bị coi thường. Thì hai cái nhân nó sẽ tạo ra từ cái sự khác nhau. Tức là cái sự lăng xăng là do mình không có cái tâm kham nhẫn, thích thì đến, chán cái chạy, thích đến chán cái chạy. Thì mai mốt nó sẽ tự động nó sẽ trổ ra một cái quả là cứ lăng xăng lăng xăng, không có đứng yên một chỗ. Cái người mà người ta có cái sức kham nhẫn nên thì người ta gặp chướng ngại nhưng mà người ta vẫn nín, người ta không có đã quyết định làm cái gì rồi thì phải làm cho thành công thì thôi, nhưng không có lăng xăng. Vì cái người đấy người ta có cái sự nỉ nợn, cho nên là ví dụ như người ta bị đánh người ta vẫn chịu được, người ta không có chặn, người ta bị chửi mắng người ta không chặn, người ta cứ nỉ ra người ta làm. Đấy tức là người ta có cái sự kham nhẫn, thì cái sự kham nhẫn ấy nó sẽ tạo ra cho người ta có một cái uy lực, có một cái uy, một cái sự oai phong. Thì sau này tính cái sự cái uy lực của cái sự kham nhẫn đấy khiến cho người đấy sẽ trở thành một cái chúng sinh, một cái người mà có uy lực. Nếu như sinh trở lại làm người thì cái vị đó có cái sức kham nhẫn lớn thì vị đó có thể làm vua, sinh lên thiên giới vị đó có thể làm vua ở cái cõi trời, sinh làm người vị đó cũng có thể làm vua, có thể làm quan, có thể làm những cái người có quyền lực. Vì cái sức kham nhẫn của cái vị đó lớn cho nên là vị đó sẽ có cái uy như vậy. Nếu như mà cái vị đó có tái sinh làm súc sinh thì vị đó sẽ tái sinh làm những cái loài có cái uy lực như là các cái loài chúa sơn lâm. Nếu như có tái sinh làm chim thì vị đó phải tái sinh làm đại bàng, không có sợ một con nào hết. Nếu còn tái sinh làm người thì vị đó sẽ trở thành những cái người có quyền lực, hoặc là vị đó tu tập trở thành một vị Phật thì vị đó có cái oai lực đó, có thể là vị đó có sẽ đạt phá được một cái tiếng. Khi mà một vị Phật có thể thuyết pháp nên giống như tiếng rống của con sư tử, cái tiếng rống của con sư tử thì nó sẽ làm cho tất cả những loài thú khác khiếp sợ. Thì một cái giáo pháp của một vị Phật mà được tuyên thuyết nên thì tất cả những cái pháp của ngoại đạo tan vỡ, tức là cái chánh pháp
được khai mở lên, thì tất cả những cái niềm tin về ngoại đạo bị phá vỡ hết, những cái ngoại đạo không còn chỗ đứng được, phải tan tác và bỏ chạy đi những chỗ khác. Thì đó cũng là cái quả của cái sức kham nhẫn trong cái quá trình mà tu các cái quá trình tu Bồ Tát đạo và tích lũy các cái ba la mật về kham nhẫn, và kham nhẫn ba la mật. Người càng kham nhẫn nhiều thì càng có cái sức mạnh lớn, càng có cái uy lực lớn, càng có cái có cái uy lớn hơn, thì cái người đó sẽ càng trở thành một cái bậc chúa tể. Cho nên là Đức Phật được gọi là một cái bậc đấng pháp vương, tức là một cái bậc vua về giáo pháp, làm cho tất cả những cái pháp khác phải khiếp sợ, bởi vì cái chánh pháp uyên thuyết nên có cái oai lực lớn. Thì những cái oai lực đấy được sinh ra từ cái sự kham nhẫn lớn, thì đấy là phước lành của kham nhẫn. Còn bây giờ mình mà không có cái uy lực, không có ai sợ thì đấy là do mình không kham nhẫn. Muốn có uy lực thì phải kham nhẫn. Cái phước lành nữa là nhu thuận, kham nhẫn và nhu thuận. Nhu thuận ở đây là nhu thuận là một cái tính ngoan hiền thuần thục. Cái nhu thuận ở đây là cái sự dễ dạy bảo, dễ giáo hóa. Điều đấy được gọi là nhu thuận. Nhu thuận là không chống lại những điều răn, những luật lệ, những quy định chân chính có lợi ích. Đấy là một cái sự nhu thuận. Nhu thuận là một cái đạo lý ôn hòa nhân ái, tôn trọng hòa bình, tôn trọng không ưa thích bạo động. Thì đấy là nhu thuận. Nhu có nghĩa là một cái sự mềm, mềm dẻo. Cái gì nó thuộc về mềm dẻo đấy gọi là nhu thuận. Như là cái người làm có cái tâm có cái tính cứng đầu cứng cổ, khó dạy bảo, đó, nói không nghe đe không hại ấy, thì cái người đấy thì cái người như thế là cái người mà hay chống đối, hay gây sự, ở đâu cũng hay gây rối, mất trật tự an ninh, cho nên là cần phải chế ra luật pháp để mà chế ngự những cái người mà có cái tính mà cương cường này, cương ách này. Thì cái nhu thuận nó đối lập lại cái sự ương ách, cái sự ngang bướng. Cái người nào ngang bướng mà dạy bảo những cái điều tốt thì mà không chịu nghe theo, thì cái người đấy sẽ không thể nào trở thành một cái người tốt được. Người đấy sẽ trở thành một cái người hư hỏng, là cái người mà ương ách, khó dạy bảo sẽ trở thành một cái người hư đốn, và trở thành những cái người mà làm những cái việc bất thiện, hay là trở thành đầu trộm đuôi cướp, hay sau này lớn lên để trở làm tướng cướp. Còn cái người nhu thuận thì sẽ là một cái người làm được những cái việc, ví dụ như là do cái vị đó tiếp thu những cái lời dạy bảo, cho nên là cái vị đó sẽ thân cận được với những cái bậc thầy, những cái bậc có trí tuệ, những bậc chân nhân, và được truyền trao những cái kiến thức. Cái vị đó sẽ tiếp thu được những cái đạo lý, những cái kiến thức. Vậy thì cái người đấy là những cái người nhu thuận, và sẽ những cái gì mà bổ ích nhất, những cái gì tốt đẹp nhất thì sẽ được những bậc tiền bối, những bậc cổ nhân truyền đạt lại. Thì những cái người nhu thuận này sẽ là những cái người tiếp nhận, những người tiếp thu. Vì vậy cái người nhu thuận này sẽ trở thành những cái bậc thầy ở trong tương lai. Tức là cái vị đấy, nhu thuận là cái người sẵn sàng học hỏi. Thì mình học hỏi được những cái điều đó thì mình có thể truyền đạt lại cho đời sau. Và những cái gì đạo lý tốt đẹp, hay là những cái gì cao quý, những cái kiến thức cao quý thì được truyền thừa lại, là do cái người đó có cái sự nhu thuận, tức là có cái tâm học hỏi, và có cái sự là có cái sự mà chấp nhận, không có cái sự chống đối, không nghịch ngợm. Thì tại sao phải nhu thuận? Bởi vì trong tâm của mỗi chúng sinh ẩn chứa những cái thói quen, những cái tập khí xấu, những tư tưởng bất thiện được huân tập từ nhiều đời kiếp trong quá khứ. Giống như vàng nằm ở trong đất lâu ngày nên bị cấu uế bạo phục. Nếu muốn trở thành một người tốt thì phải học tập và rèn luyện những cái đức tính tốt,
giống như vàng phải trải qua sự tôi luyện để trở thành cái hồ trang sức. Thì cái sự nhu thuận vậy, đức tính nhu thuận là học tập và thực hành những lời dạy bảo của các bậc thầy đáng kính để trở thành một cái người có ích. Đấy là cái người nhu thuận. Vậy làm sao để trở thành một cái người nhu thuận? Người nhu thuận là để trở thành cái người đấy, là cái người phải có một cái đức tin chân chính. Nếu mà cái người không có đức tin chân chính, cái người nhu thuận này đôi khi mình còn sẽ trở thành nhu nhược. Nhu thuận tức là mình chỉ thuận theo những cái lẽ phải, nhưng mà có những cái người mình mệt đặt sai cái niềm tin, mình tin những cái không đáng tin, rồi là người ta sai bảo mình làm những cái việc không chân chính, không đàng hoàng, không chính đáng mà cũng nghe theo, thì nó không tốt. Vậy vậy cho nên là cần phải, thứ nhất là phải có một cái đức tin chân chính, phải biết là tức là cái sự nhu thuận nó cần phải có cái trí tuệ để vị đó biết là mình nghe theo ai, không phải là ai mình cũng nghe, không phải ai bảo gì cũng làm, tức là bảo thì mình phải có cái sự nghe nhưng mà phải đúng đối tượng, đúng người, có lòng kính trọng các bậc đáng kính, có tâm tầm cầu học hỏi, ưa thích thực hành chánh pháp, đó là cái sự nhu thuận. Thì bây giờ mình muốn học được một cái gì đó ở những bậc thầy thì tức là mình phải có cái sự nghe lời cái vị thầy đó. Như là trong Thanh Tịnh Đạo dạy là một cái vị thiền sinh mà đi học thiền, thì cái vị đó phải học thiền với những cái bậc mà có đủ cái đức tin. Ví dụ như là nếu như Đức Phật còn tại thế mình phải học với Đức Phật, không có Đức Phật thì phải học với các bậc A-la-hán, hoặc là các bậc Bất Na, hoặc các bậc Nhất Na, hoặc các bậc Vự Ni, hoặc là phải học với một cái người mà người ta có chứng thiền, với những cái vị có không có, mình không gặp được những cái vị đấy thì mình phải học với những bậc Tam Tạng, bậc Nhị Tạng, Sơ Tạng, Nhất Tạng, là những cái người mà mình phải có đầy đủ cái niềm tin như vậy. Sau đó khi mà đã khởi lên cái bắt đầu bước vào con đường hành thiền thì cái vị đó phải có một cái tâm giống như là vị đó phải có một cái tâm nhu thuận, một cái tâm vâng lời, nghe lời. Tại ví dụ như vị thầy Định Đạo nói là vị đó phải giống như là một cái người đấy bảo là thưa thầy, bây giờ thầy bảo con đi vào biển lửa con cũng đi, tức là vị đó sẽ tuyệt đối nghe theo cái sự hướng dẫn mà không có làm sai, thì cái vị đấy sẽ thành tựu và sẽ đạt được những cái điều mà mình cần phải học hỏi. Thì cái sự nhu thuận là như thế, nhu làm mình có cái sự mềm dẻo, cái sự không có chống đối, thì sẽ tạo được cái sự nhu thuận đấy, sẽ tạo được những cái công đức, những cái phước lành cao thượng ở trong hiện tại. Nhưng là cái vị đó sẽ được những bậc trí thức chỉ dạy, những người trí thức hết lòng chỉ dạy, dứt bỏ được các cái nỗi lầm. Có những cái người chỉ những cái nỗi lầm cho mình, và cái người mà không có cái sự nhu thuận mà ai đó mà chỉ nỗi thì mình sẽ khởi lên cái tâm không chấp nhận và chống đối nhá. Còn những người nhu thuận thì cái vị đó sẽ cảm ơn những cái người đã chỉ nỗi lầm cho mình và sẽ sửa đổi được cái nỗi lầm này. Cho nên là vị đó sẽ dứt bỏ được những cái nỗi lầm. Vị đó sẽ là một cái bậc chân nhân khả kính, do có cái sự thân cận các bậc chân nhân học hỏi, và thì cái vị đó sẽ trở thành những bậc chân nhân. Và ở trong tương lai vị đó nếu chưa có giải thoát thì cũng được sinh về cõi này, được sinh ở dòng dõi cao quý. Vị đó là người có đức hạnh, có trí tuệ một cách tự nhiên và có một cái cuộc sống an vui tự tại. Thì đó là cái công đức của cái sự nhu thuận. Cái phước lành nữa là phước lành tiếp kiến các sa môn. Tiếp kiến các sa môn là sa môn ở đây là những cái người sống đời phạm hạnh, thoát ni thế tục. Đây là một cái tiếp và kiến. Sa môn là những cái người sống theo đạo lý chân chính,
của các bậc thánh nhân. Sa môn là những người có đạo hạnh và trí tuệ cao thượng. Sa môn là những bậc đã đoạn trừ tham sân si hoặc đang nỗ lực đoạn trừ tham sân si, thì đấy được gọi là sa môn. Như là cái thời mà chưa có đạo Phật ra đời, lúc đấy thì những cái người mà tu hành các cái vị đạo sĩ thì vẫn được gọi là sa môn. Những cái người nào mà người ta sống đời ẩn dật, người ta tu luyện những cái pháp thanh tịnh, như là tu luyện về tâm. Thời xưa vẫn có những cái người ta ẩn ở trong núi, người ta tu về thiền định, thì những cái vị đấy được gọi là sa môn. Người ta sống thoát ni thế tục, không đắm nhiễm dục trần, cho nên gọi là sa môn. Vì người có những cái đạo hạnh và có những cái hạnh thiện này, cho nên là những cái vị đấy được gọi là các vị sa môn. Và khi mà có đạo Phật ở trên đời thì những cái vị tỳ kheo được gọi là các vị sa môn. Cả những cái đôi khi có cả những cái vị mà người ta sống ở những cái tôn giáo khác, nhưng mà những cái vị tu sĩ mà người ta sống cái đời phạm hạnh, tức là người ta sống cũng có cái tư tưởng thoát tục, những cái tư tưởng đấy thì cũng được gọi là sa môn. Cho nên là sa môn là một cái từ chỉ chung cho những cái người sống cái hạnh thanh tịnh. Sa môn tức là chỉ cho những cái nhà tu hành. Thế tiếp kiến các sa môn thì nó có hai cách là tiếp kiến các sa môn. Một là tự mình đi đến để yết kiến sa môn, hai là sa môn đến nhà thì mình tiếp. Là hễ mà đôi khi sa môn là những cái vị sẽ đi hóa duyên ở trong nhân gian. Như là thời xưa hay ôm mình đi khất thực, hoặc là đi hóa duyên, hoặc đi giảng pháp. Đôi khi vị sa môn đấy sẽ đến từng nhà, hoặc là đến một cái hội chúng nào đấy. Thì cái phân sự của những người gia chủ là sẽ phải tiếp đón các vị sa môn. Nếu như các vị sa môn đó đến một cái ngôi làng đấy, thì có thể là những cái người, các cái vị trưởng lão ở trong làng đấy sẽ triệu tập mọi người đến để chào đón các vị sa môn đến. Hoặc là có những vị sa môn thì đến các từng gia đình, thì những gia đình đó sẽ tiếp đón các vị sa môn đó. Hoặc là có những vị sa môn thì ẩn cư ở một cái am thất, một cái tịnh thất nào đấy, hoặc có vị sa môn ẩn cư ở trong núi rừng, trong hang núi. Những cái người gia chủ sẽ tìm đến và để yết kiến các vị sa môn. Đấy được, thì đây là một cái cách này là tiếp kiến các sa môn. Thì tiếp kiến các sa môn để làm gì? Tại sao phải tiếp kiến các sa môn? Thì yết kiến các vị sa môn và tiếp kiến các sa môn ở đây có hai cái mục đích. Mục đích là để tăng trưởng công đức, và một cái mục đích nữa là để tăng trưởng cái trí tuệ. Vậy, tiếp kiến các sa môn vì hai cái mục đích đấy. Mục đích đó là khi mà mình gặp các vị sa môn, mình phải tỏ ra cái thái độ là cung kính, bởi vì coi những vị sa môn giống như những cái vị khách mà thoát ni trần tục. Vì vậy cho nên là không có cái sự đùa giỡn, không có cái sự tiếp kiến sa môn giống như là một cái người thường, người trần tục. Mà vậy thì cho nên là người tiếp kiến sa môn với một cái tâm cung kính sa môn, và có cái sự cúng dường, có cái hộ độ, có hoặc là mình xin thọ trì giới với những vị sa môn đấy, thì đấy là nó sẽ tăng trưởng những công đức bằng do mình có cái sự có cái sự yết kiến các vị sa môn. Hay là tăng trưởng trên trí tuệ, khi mà yết kiến các vị sa môn đấy thì mình có thể nghe pháp, vị đấy có thể thuyết pháp, có thể đàm luận về giáo pháp, hoặc là mình hỏi đáp những cái thuộc về đạo lý, như thuộc về đạo lý giỏi pháp, hoặc là có thể thọ trì những cái pháp thiền trì và thiền quán từ nơi các vị sa môn ấy. Thì những cái vị sa môn mà đang trên cái lộ trình tu tập thì lúc đấy mình khởi lên cái tâm đó là hộ độ cho cái vị đó tu cho nó thành tịnh, thì mình sẽ tăng trưởng được cái công đức cho mình. Hoặc là những cái vị mà tu hành đã thành tựu rồi thì mình có thể tăng trưởng trí tuệ bằng cái cách là nghe pháp, đàm luận về giáo pháp, hoặc là xin học hỏi những cái về pháp học và pháp hành, thì nó sẽ tăng trưởng cái trí tuệ. Đấy là cái
cái mục đích tiếp kiến sa môn. Vậy thì theo mình cho là bây giờ có những người nào mà có thực hành được đúng cái pháp tiếp kiến sa môn, ví dụ như là bây giờ có nhiều người thì mời các vị sa môn đến nhà, mời thầy đến để cúng cho con cái cầu an, cúng con cầu siêu, rồi là cúng tuần nhất cho bố mẹ ông bà, tuần nhị, tuần 49. Đó, thì cái đấy có phải là cái hạnh gọi là phước lành cao thượng không? Phước lành cao thượng là mời các vị sa môn về nhà lễ bái, là lễ tụng cái này tụng kia để cầu xin, hoặc là mình bảo hôm nay phải để đi đến để gặp cái vị thầy đấy, cái vị sa môn đấy để xem là cái ngày nào tốt ngày nào xấu, còn làm nhà làm cửa này, còn cưới hỏi này, còn làm đám này đám kia, hỏi ngày hỏi giờ, hỏi cái gì tốt xấu, hay là hỏi là cúng bái làm sao để mà gặp những cái may mắn, để tránh được những cái rủi ro, để xem bói có cái năm nay là sẽ có vận hạn, cho nên là phải tìm đến thầy, nhờ thầy giải hạn cho. Thì cái đấy có phải là tiếp kiến sa môn không? Thì những cái mục đích mà để tìm đến các vị sa môn với cái tà kiến, để tăng trưởng cái tà kiến, thì sẽ tạo ra cái tội lỗi, tăng trưởng cái sự tà kiến mà, tăng trưởng cái tà pháp, thực hành nó không đúng tà pháp. Thì Đức Phật không có dạy là tiếp kiến sa môn để mình tăng trưởng những cái tà pháp hay là làm tổn hại cái công đức, mà tăng tiếp kiến các vị sa môn để mình được tăng trưởng công đức và tăng trưởng trí tuệ. Thì đấy là cái phước này, phước lành cao thượng như thế. Nhờ tiếp kiến các vị sa môn thì mình có thể tăng trưởng được niềm tin, tức là tăng trưởng được niềm tin về cái nghiệp và quả của nghiệp. Nếu như về mình sống ở trong thế gian thì mình sẽ không có được nghe giáo pháp thì mình mất đi cái niềm tin. Tăng trưởng cái tinh tấn trong thiện pháp, nhờ có cái sự sách tấn, tức là thân cận những cái vị sa môn đó thì mình sẽ được các vị đó sách tấn cho mình là phải nỗ lực thực hành những cái thiện pháp là cần phải thực hành. Tăng trưởng được chánh niệm, do mình hướng tâm đến những cái điều này thì đó là tăng trưởng chánh niệm, tâm mình được thanh tịnh hơn, tâm mình đến những cái nơi thanh tịnh cung kính, mình không dám khởi lên những cái ý nghĩ sằng bậy, những cái tâm ô nhiễm, những cái tâm phiền não tham sân si nó bớt khởi lên, trí tuệ được mở mang cho mình, có thể học hỏi được những cái điều cao thượng, và tâm hướng đến giải thoát và giải thoát chi kiến. Vì vậy mình có thể truyền đạt, cái vị sa môn sẽ truyền đạt đến những cái tư tưởng về giải thoát. Vì vậy nếu mà vì cho nên là cái công đức của cái sự tiếp kiến các sa môn, mình sẽ ngay trong hiện tại mình sẽ được tăng trưởng những công đức như thế. Còn ở tương lai do mình thực hành được những cái hạnh nguyện, những cái thiện nghiệp lớn thì mình sẽ được hưởng những công đức lớn. Còn nếu như mình có thể tu tập được những cái pháp cao thượng, mình có thể đi đến niết bàn được. Thế nên nhờ tiếp kiến các vị sa môn và tiếp là đàn luận pháp tùy thời. Đàm luận pháp, tại sao lại nói là đàm luận pháp tùy thời? Đàm luận pháp ở đây là một trong những cái nét văn hóa của cái người Phật tử, là nói chỉ có nói chuyện về pháp mà không nói chuyện thế tục. Mỗi khi gặp nhau chỉ hỏi thăm trao đổi đàm luận với nhau về pháp, chứ không đàm luận nói năng những chuyện thế tục. Tuy nhiên là những cái người Phật tử đã đi đến chùa là không có hỏi thăm nhau về cái chuyện thế tục, không có kể về những cái chuyện tức là những cái chuyện mà về vợ chồng con cái, những cái chuyện giận hờn hơn thua được mất, cái chuyện ganh đua ganh ghét bon chen ở thế gian ấy. Thì những cái chuyện đấy thì không nên đem ra bàn luận, vì bàn luận những cái chuyện đấy làm cho tâm bị tán loạn, làm cho tâm bị lăng xăng, và nó sẽ không có tiếp thu được những cái pháp thiện, những cái pháp này, những cái pháp cao quý, thì cái tâm nó bị ô nhiễm, bị vô minh nó che lấp. Thì vậy cho nên là đàm luận với nhau, mà đàm luận về pháp thì
cái trí tuệ nó mới tăng trưởng, công đức nó mới tăng trưởng, phước lành nó mới tăng trưởng. Chứ cứ đàm luận với nhau về những cái pháp thế tục, nói những cái chuyện năng nhăng thế tục thì nó sẽ làm ô nhiễm giáo pháp. Đấy. Nên là đàm luận pháp thì đàm luận làm sao? Ví dụ như là mỗi một khi mà những người đồng đạo gặp nhau, không nói chuyện thế tục mà chỉ nói chuyện với nhau về pháp, như là hỏi thăm nhau về sự tu học có tiến bộ không. Ví dụ như là mà người này hỏi người kia, ví dụ bà này phải hỏi bà kia là có giữ giới không, về có sát sinh không, tết này giết mấy con gà, giết mấy con lợn không, tôi giữ giới sát sinh thì không dám giết gà giết lợn trâu mò gì hết, chỉ ra chợ mua về ăn thôi. Thế phải tán thán luôn, tốt ra thú ngành thay. Mà lâu giờ có đi ăn trộm không? Không, thì ngày quy y đến giờ là bỏ cái tính ăn trộm rồi. Trước kia mà thấy của ai là hở là cái gì thì muốn đấy, nhưng bây giờ nó không dám nữa vì sợ phải tội. Không được chặt sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối nhá. Và Tết này có uống rượu không? Bảo không, tôi quy y giữ năm giới là không có uống. Không có dám uống rượu nữa, chỉ uống bia thôi. Bia cũng không được uống, bia nó cũng giống như rượu, nó cũng chai nặng. Thì thế là đấy là đàm luận pháp, đàm luận pháp tùy thờ. Luận pháp thế là mà thế ở nhà thì có không, có tụng kinh không? Em bảo khó tụng, mà tụng kinh gì? Tụng kinh phước lành. Tụng cái tất cả những cái kinh đấy tụng có hiểu không? Có hiểu chút chút ra. Thì đấy là đàm luận với nhau thì chỉ hỏi han với nhau về những cái chuyện đấy thôi, chứ đừng có hỏi han những cái chuyện khác nữa, đừng có hỏi han về cái chuyện là trong nhà còn nhiều tiền không, cho tôi vay một ít, hay là lâu đến giờ có ấy không, có đi chơi bời, đi đây đi đó, làm những cái việc không tốt không, có uống rượu uống chè gì không, đi nhậu đi nhẹt gì không, hay là xem xét phim trước có hay không, là những cái chuyện mà nó gây phiền não cho người khác ấy, thì không có nên nói đến, thì nói nó sinh ra phiền não nhiều. Đấy là cái sự đàm luận về pháp, là hỏi han nhau về cái sự tu học như vậy, để có cái sự khích lệ, để có cái sự sách tấn, để có cái sự sách tấn lẫn nhau ấy, tiến bộ trên cái con đường đạo, trên cái con đường về pháp học hay là pháp hành này. Bây giờ đó sẽ hỏi han những cái chuyện có gặp cái chuyện gì khó khăn không, hay là có những cái kinh nghiệm về pháp, hay là có những cái người mà người ta hay học pháp ấy, thì mình hỏi những cái gì mình không hiểu thì mình hỏi cho những cái người đó, mình hỏi những cái người người ta có trí tuệ lớn hơn, người ta giải đáp cho mình. Và tôi học đọc ở trong kinh có cái câu Đức Phật dạy thế này mà tôi không hiểu, không biết chị có thể giải thích cho tôi được không? Cứ thế mà đàm luận với nhau, như thế được gọi là đàm luận về pháp. Hay là tôi ở nhà hành thiền thấy nó có thế này không, biết nó có đúng không, đàm luận với nhau về pháp học và pháp hành như vậy thì nó sẽ có cái sự tinh tấn, thì có cái sự tiến bộ, sẽ có cái sự tiến bộ về pháp. Còn nếu mà cứ hay nói cái chuyện thế tục thì người sẽ không tiến bộ về pháp. Thì cái người nào mà bây giờ chỉ còn những cái người nào mà người ta hết mà cứ gặp nhau mà cứ đàm luận về pháp, nói chuyện về pháp, thì mới biết rằng cái vị đó là cái vị có thật tâm tu, có thật tâm mà muốn tu tập. Còn những cái người mà kể cả có những cái vị đã đi xuất gia, đã tu đời sống phạm hạnh rồi, nhưng mà luôn luôn kể chuyện với nhau về chuyện thế tục, hễ mà cứ gặp nhau là chỉ nói những cái chuyện thế tục, nhưng như là cứ gặp nhau là nói rồi. Lúc này nó mới ra một cái hãng điện thoại chức năng, người là thông minh lắm, có nhiều chức năng lắm. Có người thì cứ gặp nhau là nói chuyện là bây giờ nó có nhiều cái pháp cúng bái, lễ bái nọ kia, hỏi nhau đi lễ bái cúng bái ở đâu, có nhiều thiện không, toàn nói chuyện về phim, chuyện nói chuyện về thể thao, nói chuyện khoe khoang khoác lác, đủ những cái chuyện phàm tục ở thế gian. Thì
thì những cái vị đấy sẽ không thể nào tiếp thu được giáo pháp. Tức là trong tâm thì nó không có pháp, không có Phật, không có Phật, không có pháp, chỉ có cái hình tướng thôi, có hình tướng ở bên ngoài. Và mấy người Phật tử cũng bận gặp nhau là bắt đầu chỉ có nói cái chuyện chợ búa, những cái chuyện là nhảm nhí thế tục, thì những cái người đấy trong tâm cũng không có Phật, không có pháp, mà chỉ có cái hình tướng bên ngoài. Vậy thì cái người nào mà trong tâm có Phật có pháp thì cái người đó chỉ có nói chuyện về pháp, thì đấy được gọi là những cái người đàm luận về pháp. Mà Đức Phật cũng đã nói rõ ràng như thế, đệ tử của Đức Phật mỗi khi gặp nhau chỉ có hai việc cần phải làm, một là nói chuyện về pháp, hai là giữ im lặng. Nếu không có chuyện gì nói thì đi nhắm mắt và ngồi thiền, giữ chánh niệm trên đề mục thiền. Còn nếu mà đã mở miệng ra nói thì phải nói về pháp, đã hỏi thăm nhau là phải hỏi thăm nhau về pháp, không hỏi thăm nhau về chuyện thế tục. Đã kể cho nhau nghe thì kể cho nhau nghe về pháp, không kể cho nhau nghe về những cái kinh nghiệm về thế gian, thì đấy được gọi là đàm luận pháp, đàm luận pháp vì thực. Hay hoặc là mình nghe pháp, hay là mình học hỏi được pháp, mình chia sẻ giáo pháp với người khác, thì đấy là đàm luận về pháp. Đàm luận pháp thì được những phước lành cao thượng, như mình hiểu về pháp mà mình chưa hiểu, hiểu sâu hơn về những pháp mà mình đã hiểu, giải tỏa được những hoài nghi, giác ngộ được các sự thật, tăng trưởng được biện tài, tăng trưởng được trí nhớ, tăng trưởng được chánh kiến, làm cho giáo pháp hưng thịnh và giữ gìn được cái pháp của dòng thánh nhân. Đàm luận về pháp có lợi ích như vậy, có phước lành như vậy. Vì vậy cho nên là cần phải đàm luận về pháp nhiều. Đoạn kinh tiếp theo đó là tận tâm hành phạm hạnh, chi kiến tứ thánh đế, thực chứng được niết bàn là phước lành cao thượng. Tận tâm hành phạm hạnh là cái gì? Ta biết phạm hạnh là cái gì không? Phạm hạnh, phước lành của hành phạm hạnh này, phước lành của tận tâm hành phạm hạnh. Và trong kinh Đức Phật nói rất nhiều về phạm hạnh. Phạm hạnh là cái gì? Phạm hạnh là hạnh của các vị phạm thiên. Có những cái, đây là Đức Phật rất tán thán cái đời sống của các vị phạm thiên. Những cái vị phạm thiên là những cái người mà đã tu chứng đắc các tầng thiền và sinh về cõi phạm thiên. Thì cái, vì cái cõi phạm thiên này nó vượt qua những cái nội tâm ở dục giới và đạt đến nội tâm sắc giới. Thì cho nên cái tâm rất là thanh tịnh, và cái cõi sống đó là một cái cõi sống rất thanh tịnh. Và các vị phạm thiên sống rất là lâu, nhưng chỉ sống với một cái hạnh, đó là cái hạnh thanh tịnh, tức là cái hạnh an trú ở cái tâm rất là cao thượng. Hạnh thiên, các cái vị đời sống ở phạm thiên ấy, là sống một đời thanh tịnh không nhiễm ái dục. Ở cái cõi phạm thiên là thế, không có nam nữ, không có cái sắc giới tính, tức là cả cái cõi đấy, tất cả chúng sinh ở cõi đấy chỉ có một giới tính, đó là giới tính nam, không có giới tính nữ. Cho nên là cái không có cái ái dục về cái cõi đấy. Chuyên tâm thực hành thiền định, các vị phạm thiên thì không có ăn, mà các vị đó ăn bằng thiền. Tức là cứ lúc nào mệt mỏi chú ở trong thiền một tí, nó nhẹ tươi tỉnh. Vậy cái sống bằng cái hỷ lạc của cái thiền, gọi là sống bằng cái tâm thức của thiền, thức thực. Đấy, còn ở cái cõi người mình phải ăn bằng đoàn thực, tức là dùng tay bóc thức ăn cho miệng. Còn ở các vị phạm thiên thì không như thế, thì nó nuôi sống bằng ý, bằng cái ý thức của mình chú tâm trên một cái đề mục thiền là duy trì cái thọ mạng. Mà cái vị đó có thể sống ngang bằng với trái đất, hoặc là ở cái cõi sơ thiền cũng sống bằng một đại kiếp trái đất, mà cõi nhị thiền thì cũng sống bằng hai kiếp trái đất, hoặc là bằng bốn kiếp trái đất. Hoặc là cái cõi, nếu mà vị nào chứng được đến tứ thiền sinh về cõi phạm thiên, vị đó có thể sống đến 500 đại kiếp trái đất, cái tuổi thọ rất là lâu dài như vậy. Vị phạm thiên ở cõi vô sắc thì còn sống lâu hơn nữa, sống với 84,000 đại kiếp trái đất bằng một cái kiếp sống của vị phạm thiên ở cái cõi phi tưởng, phi tưởng chứ. Thì những người mà khi mà thực hành các thiền thì sinh về cõi phạm thiên và cái đời sống thanh tịnh như thế, cho nên Đức Phật tán thán là cái hạnh như này, cho nên gọi là phạm hạnh, tận tâm hành phạm hạnh. Thế thì trong cái phước lành đấy, thì từ cái đoạn này mà đi thì Đức Phật dạy về phước lành suốt thế gian, phước lành chỗ thế. Còn từ những cái đoạn kinh về trước thì Đức Phật dạy những cái pháp mà tạo những cái phước lành ở thế gian.
Còn từ cái đoạn kinh này về sau là Đức Phật dạy những cái pháp là phước lành về siêu thế gian, những cái phước lành để ra khỏi thế gian, còn ở cái kia là phước lành ở trong thế gian. Vậy đây là tạo những cái phước lành để suốt thế gian, đó là thứ nhất là hành phạm hạnh. Hành phạm hạnh là cái đời sống thanh tịnh, xa lìa ái dục, một cái đời sống xa lìa những cái tham sân si, thường trú ở trong những cái tâm tứ vô lượng là từ bi hỷ xả. Vậy tận tâm hành phạm hạnh là nỗ lực thực hành thiền định, xa lìa đời sống ô nhiễm của thế tục. Dụ như là người xuất gia hành phạm hạnh thì cái bản thân người xuất gia, cái bản thân của vị đó đi xuất gia là vị đó đã sống đời phạm hạnh rồi. Vị xuất gia là sống đời phạm hạnh, xa lìa ái dục, thì cái, cho nên Đức Phật gọi là cái vị đó là cái vị từ bỏ cái đời sống thế tục và sống cái đời sống phạm hạnh. Hạnh ở đây là hạnh của các vị phạm thiên, là vậy, là không còn đắm nhiễm về ái dục như là cái người trần tục nữa. Hạnh của người xuất gia. Còn hạnh của người tại gia, người tại gia có hành được phạm hạnh không? Người tại gia hành phạm hạnh thì là những cái ngày trai giới, những cái ngày trai giới thì cái người đấy thọ bát quan trai giới. Ví dụ như là các vị đó thọ tám giới, thì Đức Phật là khích lệ các vị những các vị cư sĩ, những người Phật tử là một tháng 4 ngày trai giới phải sống đời phạm hạnh. Như là cái ngày 10 rằm trăng tròn, ngày 30, ngày đầu tháng cuối tháng, ngày giữa tháng, ngày 8, ngày 23, một tháng có 4 ngày trai giới đấy, thì cái vị đó phải thọ trì trai giới, thì cái vị đấy là thọ trì cái đời sống phạm hạnh. Thì đấy là vị đó đang gieo cái nhân xuất thế, đang gieo cái nhân giải thoát cho chính bản thân mình. Vậy thì Đức Phật dạy phải tận tâm mà thực hành, tận tâm thực hành phạm hạnh, nhớ một tháng 4 cái ngày đấy phải sống đời phạm hạnh. Sống đời phạm hạnh đó là xin giữ tám giới làm sống phạm hạnh rồi. Cái tám giới đấy Đức Phật, cái vị đó nguyện là Đức, các vị A La Hán chọn đời không sát sinh thì con nguyện một ngày một đêm này không sát sinh. Các vị A La Hán chọn đời không trộm cắp, không tật, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu thì con một ngày một đêm nay cũng không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu. Các vị A La Hán chọn đời không trang điểm, không múa hát xem nghe múa hát. Rồi các vị A La Hán suốt đời không làm đường lợi quá cao và sinh nghiệp. Các vị A La Hán chọn đời không ăn phi thời. Thì đấy là những cái hạnh của các vị A La Hán và những cái người Phật tử tại gia thì phải thọ trì được cái đó, thọ trì được cái bát quan trai giới đấy trong một ngày một đêm. Thì một ngày một đêm đó là vị đó đang thọ trì cái đời sống phạm hạnh. Thế thì được Phật dạy tận tâm thực hành cái phạm hạnh đó. Hôm đấy vị đó phải bỏ hết cái đồ trang trước, không trang điểm nữa. Vì đó hôm đấy là không được múa hát, không xem nghe múa hát, không tư duy đến những cái âm nhạc này. Vì hôm đấy là vị đó phải giữ giới và kết hợp với hành thiền thì cái phạm hạnh đấy nó mới viên mãn. Chứ nếu như vị đó có giữ giới nhưng mà vị đó lại vẫn sống đời bình thường thì cái hôm đấy cái phạm hạnh này nó không thành tị. Ví dụ như là vị đó làm công nhân và sáng đi vào chùa họ giới xong đi làm tiếp thì vị đó đi làm tiếp vẫn đi làm, tức là vị đó vẫn còn đi làm kiếm tiền, vẫn làm những cái nghề nghiệp của người thế tục ấy. Thì cái phạm hạnh hôm đấy nó không thành tị, và cái hạnh đấy là cái hạnh hôm đấy phải sống như một người xuất gia, tức là hôm đấy mình phải ngừng nghỉ những cái cuộc sống mưu sinh làm ăn, kể cả những cái cuộc sống làm ăn buôn bán, và hôm đấy mình cũng phải nghỉ thì và mình chỉ chuyên tâm giữ giới và hành thiền thôi, thì cái bát quan trai nó mới thành tị, cái phạm hạnh này nó mới thành tị. Hạnh của người tại gia là vậy. Còn cái đời sống của người xuất gia là suốt đời phải đời sống đời phạm hạnh. Suốt đời là tức là bị đó giữ giới và thực hành giới định tuệ, suốt đời lấy cái giới định tuệ làm sự nghiệp thì ngày nào cũng là ngày phạm hạnh. Còn tại sao lại phải hành phạm hạnh? Vì tâm có nhiều cấu uế ô nhiễm phiền não nên phải thực hành phạm hạnh. Hành phạm hạnh là để tẩy trừ các cái cấu uế, các cái phiền não này để cho cái mình được thanh tịnh, thanh tịnh về thân, thanh tịnh về khẩu và thanh tịnh về ý, thanh tịnh về tâm. Mình giữ giới là để cho nó thanh tịnh về thân. Hôm đấy mình giữ giới trọn vẹn để cho cái thân mình nó được thanh tịnh.
nó không có năng sân, không nắm nhiễm trần cảnh, tâm mình có cái sự thu hút. Và hành thiền để cho nó thanh tịnh về tâm, do mình chú tâm thực hành thiền chỉ quán, thì hôm đấy cái tâm của mình nó được thanh tịnh, nó không những cái phiền não tiềm ẩn sâu ở bên trong nó cũng sẽ được đè nén, nó được trừ diệt, thì cái vị đó sẽ thanh tịnh được. Thế là hành vạn hạnh thì nó sẽ được những cái công đức, những phước lành cao thượng như ở hiện tại đặc chú. Hiện tại đặc chú là trải nghiệm sự an lạc của cái tâm thanh tịnh, không hận, không sân, không nhiễm dục trần trong một ngày hôm đấy. Là trong một cái ngày hôm đấy mình có cái sự thu thúc, mình sẽ trải nghiệm được cái sự hoan hỷ, được cái sự an lạc đấy. Ví dụ bây giờ hàng ngày mình đi làm việc nó rất là mệt mỏi rồi, hôm đấy mình đóng cửa, mình ngồi ở trong nhà, mình không tiếp xúc với ai, mình bỏ điện thoại đi, mà không xem tin phim này, không có dùng điện thoại này, không có làm những cái công việc buôn bán làm ăn nữa này, và mình chỉ có ngồi ở trong nhà để tưởng niệm về năm tám giới này, không có bận rộn nữa, và mình chỉ có chú tâm thực hành thiền, thì ngày hôm đấy mình sẽ thấy nó rất là hạnh phúc, rất là an lạc, rất là an lạc, thân tâm nó được khỏe khoắn. Thì đấy là cái sự an lạc ở trong hiện tại, mình sẽ không, cái tâm mình nó không hận, không sân, không có đắm nhiễm bất cứ một cái ngoại cảnh, một cái dục trần này. Mà cũng từ cái sự thực hành phạm hạnh đấy, mình gieo được cái nhân giải thoát cho tương lai. Nếu như mình cứ buông thả, ngày nào cũng phải bận rộn, ngày nào mình cũng đắm nhiễm cái dục trần, ngày nào mình cũng phải hận sân, ngày nào cũng phải bon chen, ngày nào cũng mình cũng mất rất nhiều thời gian để mà lo lắng cho cuộc sống, mà mình không có dành thời gian cho cái sự tu hành phạm hạnh này, thì mình sẽ không gieo được cái nhân giải thoát này. Gieo được cái nhân giải thoát trong tương lai được sự hưởng cái sự an lạc niết bàn. Nếu chưa thành tựu niết bàn thì mà thành tựu được cái thiền định thì mình sinh về cõi phạm thiên giới. Nếu mình cũng không thành tựu được cái thiền định thì mình sẽ thành tựu được cái giới hạnh, cái giới về tám giới đấy. Thì giữ cái giới hạnh đấy thì mình có thể sinh về cõi thiên giới hoặc là cõi nhân gian, hưởng những cái phước báo thù thắng lâu dài. Thì mình chỉ cần hành phạm hạnh, cái đời sống phạm hạnh như là giữ bát quan trai giới một ngày một đêm cũng đủ cái công đức để sinh về cõi thiên giới được. Thậm chí giữ bát quan trai giới tám giới mình giữ trong nửa ngày cũng đủ cái công đức để sinh về cõi thiên giới được. Thì cái công đức của cái sự giữ giới về cái tám giới đấy nó rất là lớn, nó rất là mạnh mẽ. Thì mình có thể ước nguyện một cái điều gì, điều đấy nó sẽ thành tựu, mình hưởng cái phước này ở nhân gian thì nó thành tựu phước này nhân gian, mình khuynh hướng về niết bàn thì nó trở thành cái giữ tự trì giới ba la mật, mà nó sẽ thôi thúc cho mình đi đến niết bàn giải thoát. Đấy là cái thực hành phạm hạnh, là một cái phước lành, phước lành ở hiện tại và phước lành ở vị na. Và cái phước lành nữa là phước lành chi kiến tứ thánh đế. Tứ thánh đế là một trong những phước lành chi kiến tứ thánh đế. Ở đây là chỉ có người nào thực hành giới định tuệ thì mới chi kiến được tứ thánh đế, tức là thấy được bốn sự thật. Tứ thánh đế là bốn chân lý, bốn sự thật cao thượng. Khổ thánh đế tức là vị đó có trí tuệ, tuệ chi được rằng là cái nỗi khổ về thân và về tâm, có thân có tâm, có cái sự hiện hữu là có khổ. Tập thánh đế là có phiền não thì có thân tâm, là cái nhân sinh là khổ, nhân sinh là cái danh sắc. Diệt thánh đế là phiền não diệt thì hết khổ. Đạo thánh đế là thực hành bát chánh đạo thì sẽ diệt được phiền não và đi đến diệt tận khổ đau. Thì bốn cái sự thật này, bốn cái sự thật cao thượng này là một cái pháp cao thượng nhất ở trong các cái phước lành. Trong những cái phước lành ở thế gian thì cái phước lành này là cái phước lành về giải thoát, phước lành siêu thế. Thế nào là chi kiến tứ thánh đế? Chi kiến ở đây có nghĩa là người đó thấy được bốn sự thật bằng cái trí tuệ giác ngộ.
Chi kiến là vậy, ví dụ một cái người mà mình học trên trên giáo pháp thì mình sẽ được học rằng là khổ, khổ là gì, khổ là những cái nỗi khổ về thân như sinh già bệnh chết, những cái nỗi khổ về tâm như là khổ bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, ăn tăng nỗi khổ, ngũ ẩm si hạnh khổ. Tập đế là gì? Tập đế có nghĩa là tham ái. Tham ái là cái mà là mình đắm nhiễm về năm căn, sáu căn nó đắm nhiễm với sáu trần ở bên ngoài. Vì ái nó sinh ra thọ, ái thọ nó sinh ra vì cái tham ái nó sinh ra chấp thủ, thủ nó sinh ra hữu, hữu nó sinh ra tái sinh. Vì vậy cho nên là tham ái sẽ khiến cho mình đi đến cái quả báo là tái sinh. Và diệt đế có nghĩa là niết bàn, đạo đế có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, cho đến chánh định. Nhưng mà cái đấy được gọi là dù mình có học thuộc như thế thì vẫn không được gọi là cái phước lành chi kiến tứ thánh đế. Chi kiến tứ thánh đế ở đây là cái người đấy phải bằng cái trí tuệ của mình thấy được cái điều đó, thấy được các sự thật đó. Ví dụ như là mình tuệ chi về khổ, cái người đó phải thấy được khổ là cái gì. Khổ có nghĩa là vì đó phải thấy được cái danh sắc, phân tích được danh sắc, thấy được sự vô thường khổ vô ngã ở trên danh sắc. Tại sao lại gọi mình thấy được danh sắc mới được gọi là cái người chi kiến về khổ? Ý là cái người đó phải là cái người có cái thiền tuệ, vì đó phân tích được thân này là tứ đại và nó có những cái hạt sắc nó cứ sinh lên nó diệt đi liên tục như vậy. Vì cái tính sinh lên diệt đi nên nó là vô thường, vì vô thường nên là nó khổ, vì khổ nên nó không phải là ta. Vì đó thì lúc đấy vì đó mới là người tuệ chi được cái khổ. Tất cả các pháp hữu vi như vậy, thọ tưởng hành thức cũng như thế. Những cái thuộc về danh pháp như là về cái thuộc về tinh thần, về tâm thức của mình, nó có tính sinh trụ diệt, sinh trụ diệt. Một cái búng tay nó đã sinh diệt cả hàng trăm ngàn lần rồi, vì cái tính nó sinh diệt rất là nhanh như vậy. Cho nên là mình đang sống ở trong cái khổ, nhưng mình tưởng cái khổ đấy là vui. Nhưng mà khi mình có cái trí tuệ phân tích ra được rồi thì mình mới thấy là cái mà mình nghĩ là vui này chính là khổ. Thì những người đấy mới được gọi là người tuệ chi khổ. Có cái sự hiện hữu, cái gì có sự hiện hữu thì có sự hoại diệt. Vậy thì cái gì có sự hoại diệt thì cái đấy là khổ. Vậy thì tất cả những cái pháp hữu vi, tất cả những gì nó thuộc về vật chất, nó luôn luôn có cái tính hoại diệt như vậy. Nhưng mà người không có trí tuệ thì không thấy được cái sự hoại diệt đó. Mình chỉ thấy cái sự sinh lên của nó. Mình không thấy cái sự hoại diệt, cho đến khi nó bị hoại diệt rồi thì mình bảo mình mới than khóc và tại sao lại mình mới cảm thấy là mình bị mất mát, bị chia lìa. Lúc đấy mình mới khổ. Còn cái người có trí tuệ thì thấy nó cái sinh trụ dị diệt và nó diễn ra một cách liên tục không ngừng nghỉ. Thì cái người đó sẽ thấy được cái sự khổ trên tất cả các sự hiện hữu về cái pháp hữu vi. Tuệ chi về khổ tập là người phân tích được nhân duyên và thấy được sự vô thường của vô ngã của nhân và quả. Tuệ chi về khổ tập tức là các cái nhân nào nó sinh ra khổ, vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp, thì đấy là những cái nhân nó sinh ra khổ. Do mình còn có tham ái, còn có vô minh, còn có chấp thủ thì nó sẽ còn khổ, tức là nó sẽ còn tiếp diễn cái dòng danh sắc vậy. Còn nếu mình không tham ái, không chấp thủ nữa thì cái dòng danh sắc nó chỉ dừng lại, thì lúc ấy nó trở thành diệt đế. Diệt là diệt trừ được vô minh, tham ái, chấp thủ, thì là diệt được những phiền não luôn, những cái phiền não mà nó sinh ra cái dòng luân hồi. Là một cái người đấy là diệt khổ, thể nhập cái vô thường khổ vô ngã. Và đạo diệt khổ là tuệ chi cái đạo diệt khổ, là cái trí tuệ mình kinh cảm với sự sinh diệt của danh sắc, nhàm chán biết ni ni tham, đoạn diệt từ bỏ tham ái chấp thủ đối với danh sắc. Thì đấy là cái con đường đi đến thoát khổ. Đạo khổ nó là bát chánh đạo, thì đấy được gọi là đạo diệt khổ. Thì phước lành đấy được gọi là chi kiến tứ thánh đệ. Làm thế nào để chi kiến được tứ thánh đế? Khi mà muốn chi kiến được tứ thánh đế phải trải qua một cái sự tu tập, một cái sự thực hành thiền tuệ vipassana. Như vị đó tuệ chi danh sắc, phân biệt nhân duyên, vị đó thấy được cái tính vô thường của vô ngã,
thấy được sự sinh diệt, thấy được sự hủy hoại, thấy sự tan rã, thấy sự kinh cảm. Rồi vị đó sinh ra nhàm chán đối với cái thân năm muộn này, rồi vị nó khởi lên cái tuệ mong muốn giải thoát, tuệ sẵn sàng buông bỏ, tuệ dừng dưng với danh sắc này, tuệ khởi hành giải thoát, tuệ bước vào dòng thánh, tuệ diệt trừ phiền não, tuệ an trú niết bàn, và tuệ biết rõ sự chứng đạo. Trải qua các cái bước thực hành thiền tuệ như vậy thì vị đó mới chi kiến được tứ thánh đệ. Cái phân tích về tứ thánh đế này nên cũng sẽ cái bài này nó còn dài, mình sẽ học tiếp. Để mọi người hồi hướng. Idame punyam asawa kajam vahamotu idame punyam nibbanasa Pajayo Otu Mama Bunya Bhagam Sapasatanam Pajemi Desabe Metamam Bunya Bhagam Nabantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con, xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa du sa du sa.